Chào mừng các quý vị phụ huynh và các con học sinh đã đến với trang lời giải hay.com. Ngày hôm nay, cô giáo sẽ hướng dẫn cho các con làm bài tập số 4, trang 149, sách giáo khoa toán lớp 5 bài ôn tập về phân số. Bài tập 4 đề bài yêu cầu chúng ta điền các dấu thích hợp lớn hơn, bé hơn hoặc bằng vào chỗ chấm. Như vậy, để làm bài tập này, ta sẽ áp dụng các quy tắc so sánh phân số. Nếu hai phân số có cùng mẫu số, phân số nào có tử số lớn hơn thì phân số đó lớn hơn và ngược lại. Nếu hai phân số có cùng tử số, phân số nào có mẫu số lớn hơn thì phân số đó bé hơn và ngược lại. Nếu hai phân số không cùng mẫu số, ta sẽ quy đồng mẫu số rồi so sánh hai phân số sau khi quy đồng. Chúng ta cùng đi vào lời giải chi tiết của bài tập số 4. Đầu tiên cô có 7/12 và 5/12. Dễ dàng ta thấy được 7/12 lớn hơn 5/12. Vì đây là hai phân số có cùng mẫu số. Phân số nào có tử số lớn hơn, phân số đó lớn hơn. Vì 7 lớn hơn 5. Ở câu B, đây là hai phân số khác mẫu số, vì vậy ta sẽ phải quy đồng mẫu số của phân số. Ta có 2/5 sẽ bằng 2 × 3/5 × 3 và bằng 6/15. Sau khi quy đồng, ta thấy hai phân số này đã có cùng mẫu số. Phân số 2/5 lúc này đã trở thành phân số 6/15. Ta có thể dễ dàng so sánh hai phân số có cùng mẫu số là 15. 2/5 bằng 6/15 chính là 6/15 phân số bên phải. Như vậy, dấu để điền vào đây là dấu bằng. Tiếp theo, cô có 7/10 và 7/9. Ta thấy 7/10 sẽ phải nhỏ hơn 7/9 vì đây là hai phân số có cùng tử số. Mẫu số của phân số 7/10 lớn hơn vì là bằng 10 nên phân số này sẽ nhỏ hơn. Vì 10 lớn hơn 9. Như vậy, cô giáo đã vừa hướng dẫn xong cho các con bài tập 4, trang 149, sách giáo khoa toán lớp 5 bài ôn tập về phân số. Để xem thêm nhiều lời giải của các bài tập khác, các con hãy truy cập trang web lời giải hay.com. Cô chúc các con học tốt!